Trung Quốc điều đứng dưới thời cảnh sát quốc tế Donald Trump. Trung Quốc chưa bao giờ điều đứng như thế dưới thời Trump. Một loạt các biện pháp từ kinh tế, chính trị tới quân sự của Tổng thống Trump dường như đang khiến Trung Quốc phải giật mình tỉnh mộng. Đòi lại công bằng thương mại cho Hoa Kỳ. Ông Trump tuyên bố, nếu một quốc gia đối xử không công bằng với Hoa Kỳ về thương mại thì họ hoặc phải đàm phán lại cho công bằng hoặc bị đánh thuế. Lần đầu tiên Trung Quốc phải hứng chịu những biện pháp thẳng tay bằng chính sách thuế từ chính quyền Trump. Vị Tổng thống Mỹ lần thứ 45 muốn Trung Quốc hiểu rằng chỉ có từ bỏ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chính sách bảo hộ thái quá đối với doanh nghiệp trong nước thì mới có cơ hội làm đối tác của Hoa Kỳ, là một doanh nhân thành đạt. Không khó để ông Trump phát hiện ra các chiêu thức gian lận thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ. Ông từng nói thẳng với Tập Cận Bình rằng Trung Quốc đã lừa gạt Mỹ trong một thời gian dài. Bằng những gì đã thực hiện, ông Trump hoàn toàn có thể làm chật bánh xe của kinh tế Trung Quốc, vốn luôn tự tin rằng nó sẽ luôn tiến về phía trước. Các chỉ số kinh tế tụt giảm, doanh nghiệp nước ngoài tháo chạy là những gì Bắc Kinh phải đối mặt sau một thời gian ngắn leo thang chiến sự thương mại với Hoa Kỳ. Tuyên bố mở cửa thị trường và nghiêm túc hơn đối với việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời cử phái viên tới Washington để đàm phán là những tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đã hết chịu nổi. Dồn ép Trung Quốc trên Biển Đông. Khác với thời Obama hạn chế quân đội Mỹ xuất hiện ở Biển Đông để tránh căng thẳng với Trung Quốc, thậm chí không cho Hải quân Hoa Kỳ tuần tra trên vùng biển này từ năm 2012 đến năm 2015, chiến lược của chính quyền Trump là hiện diện thường xuyên ở Biển Đông để đảm bảo quyền tự do hàng hải, hàng không. Chính quyền Trump cũng ngăn chặn từ xa bất kỳ động thái lấn tới nào của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Tổng thống Trump đã ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng John S. McCain, NDAA, cho năm tài khoá 2019 nhắm tới nhiều tham vọng của Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Đạo luật này cấm Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận quốc tế vành đai Thái Bình Dương cho đến khi Bắc Kinh chấm dứt quân sự hóa Biển Đông. Đạo luật cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo nghị viện bất kỳ động thái leo thang nào của Trung Quốc trong khu vực. Ngăn chặn âm mưu truyền bá tư tưởng của Bắc Kinh. Đạo luật quốc phòng cũng có các điều khoản trực tiếp ngăn chặn âm mưu truyền bá tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các trường đại học Hoa Kỳ dưới danh nghĩa Viện Khổng Tử, một hệ thống với hình thức bề ngoài là giáo dục tiếng Hoa và giao lưu văn hóa. Ông Michel Junokasua, cựu vụ trưởng ở châu Á-Thái Bình Dương, Cục Tình báo An ninh Canada nói, Viện Khổng Tử tựa như con ngựa thành Troy. Có thông tin công khai chỉ rõ, các cơ quan phản gián phương Tây đã xác định Viện Khổng Tử là một hình thức gián điệp được sử dụng bởi chính quyền Trung Quốc. Identify Confucius Institute as a form of spy agencies used by the government and employed by the government. Một phát hiện khác về Viện Khổng Tử khiến tổ chức này có xu hướng bị tẩy chay ở các nước phương Tây là chính sách phân biệt đối với Pháp Luân Công, môn khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn được yêu chuộng tại nhiều quốc gia. Hàn Ban, cơ quan quản lý các viện Khổng Tử, quy định giáo viên trong Viện Khổng Tử không được tập Pháp Luân Công. Theo nhà hoạt động Stephen Mosher, quy định này vi phạm luật chống phân biệt đối xử và các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Ông Mosher cũng ủng hộ ý kiến của bà Marjorie Hamilton, trưởng khoa luật tại Đại học Yeshiva, Mỹ, cho rằng việc phân biệt đối xử với Pháp Luân Công là phi đạo đức và bất hợp pháp trong thế giới tự do. Đạo luật quốc phòng yêu cầu các trường đại học và cao đẳng Mỹ nếu muốn nhận tài trợ từ chính phủ liên bang cho chương trình Hoa Văn thì bắt buộc không có Viện Khổng Tử. Cảnh sát trưởng của cảnh sát quốc tế. Theo Politico Magazine, hàng triệu người Mỹ tin rằng đấng sáng thế đã lựa chọn ông Trump làm tổng thống. Nếu ông Trump đúng là lựa chọn của đấng sáng thế, thì sứ mệnh của ông là gì? Câu hỏi có phần kỳ bí nhưng là điều đáng suy ngẫm dù là với người tín thần hay người vô thần. Baidu, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất của Trung Quốc, cho biết người Hoa có một biệt danh để mô tả Hoa Kỳ, đó là cảnh sát quốc tế. Nếu Hoa Kỳ đúng là cảnh sát quốc tế, thì Tổng thống Trump rõ ràng là vị cảnh sát trưởng đang chỉ đạo đội quân của ông chấn chỉnh lại những hành vi không đúng đắn của Trung Quốc. Đội quân của ông Trump rất thú vị. Ai nấy đều trang bị theo mình một bảo bối mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc thiếu vắng. Đó là đức tin. Các thành viên trong nội các của Tổng thống Trump đọc Kinh Thánh cùng nhau hàng tuần, một hoạt động chưa từng thấy trong ít nhất 100 năm qua.
Trái ngược với Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo quan điểm vô thần có lịch sử lâu dài về đàn áp đức tin, với tình trạng mà Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ mô tả là bắt giữ các mục sư Cơ Đốc giáo, đốt kinh thánh và phá hủy các nhà thờ Thiên Chúa giáo, và từ lâu đã đàn áp tự do của các Phật tử Tây Tạng cũng như những người tập luyện Pháp Luân Công. Khi ký sắc lệnh thúc đẩy tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng vào ngày 4 tháng 5 năm 2017, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ là quốc gia của những người có đức tin. Và chúng ta sẽ không để những người có đức tin bị hãm hại, ngược đãi hay bị bịt miệng thêm nữa. Trong bối cảnh chính quyền Trump đặc biệt chú trọng tự do tín ngưỡng cho mọi người, cuộc cạnh tranh hiện nay của Washington và Bắc Kinh càng trở nên ly kỳ, vì đó là sự đối kháng giữa Hoa Kỳ, quốc gia của những người có đức tin, và Trung Quốc, nơi những người có đức tin bị ngăn cấm và bức hại. Với một nội các Trump cứng rắn và có đức tin, nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều chỉnh các hành vi không đúng đắn của chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là tình trạng đàn áp tự do tín ngưỡng.